con tự nhiên. Sao vậy? Chị lắc không phải không lắc đâu. Không lắc đâu vì trời. Tôi lắc đặt đâu không hả? Mẹ ông thức luôn. Anh nhớ thằng quân sĩ lấy cây cò cò tôi nhớ. Đặt được quá. Không có làm gì mà không quân sĩ lấy cây cò. Trời, thấy ổn không? Không ổn cho đâu tôi lấy giáo, tôi lấy kiếm tới đâu lại. Nghe được không? Bây giờ có giặt trước. Nghe là em. Lúc bổ bọn chị đi về thì chỉ có lạc thôi. Lạc thôi phải không? Lạc càng dẻo là càng tươi. Tôi hãy cô đến gì? Đâu đâu? Vô đây để được nhìn mặt coi hiền hay là dữ rồi mình giết. Công Lương ơi, Công Lương ơi, tôi nói thiệt Công Lương nha, tôi nhớ ở trên đây á, tôi có thù với một cái dòng họ thôi à, tôi đâu có thù ai nữa đâu. Nếu có thù từ từ tôi thù tiếp, mà tôi không biết làm sao. Tôi với Hoàng Quynh Công Lương có thù không vậy? Ông kêu quân sĩ cọc tôi hoài vậy. Mắt kiểu này ổn không? Tôi lên tôi lấy đầu kiếm à. Không, đứa bây giờ nha. Lắc cái còn cái đầu, không lắc là lớp cái đầu. Lắc lắc cái đầu luôn hả? Thôi bây giờ chị lớp cái đầu, không lớp đầu. Thôi mệt. Bây giờ chắc chắn là đầu đặt đầu. Công Lương, tí đi qua đi ha. Khoan đã, xin lỗi, xin lỗi. Cho tôi nói chiều đi. Hả? Bảo vệ tôi phải không? Bảo vệ. Nãy giờ tôi ăn hai rồi đó. Tôi muốn là Công Lương đáng chịu à. Nha. Ngồi đây bảo vệ tôi. Bảo vệ hả? Tôi muốn nghe đi. Tôi được biết đó. Em kéo nha. Ừ. Chị em cho tôi nha. Từ nhà bắt đầu. Vô. Nói.